Bố mẹ đi làm cả ngày, bước vào kỳ nghỉ hè, hai chị em Quỳnh Chi và Quỳnh Mai phải tự chơi với nhau. Với thầy khóa biểu được mẹ soạn sẵn, hai chị em đều thực hiện nghiêm túc vào mỗi ngày. Mùa hè đến thì con thích nhất là lúc mà con và em cùng nhau vẽ tranh và cùng nhau đọc truyện. Khi mà ở nhà thì hai chị em con sẽ dọn nhà, quét sân giúp bố mẹ. Con phải ở nhà tự chơi là thực trạng chung của các gia đình hiện nay khi hè về. Việc ở nhà cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ. Chính vì vậy, các kỹ năng sống cần thiết đã được chị Ly dặn dò con mỗi ngày. Cùng với việc xây dựng thời khóa biểu mùa hè, chị cũng thường xuyên trò chuyện để hiểu con hơn và dạy con làm việc nhà. Với chị, mùa hè không chỉ là thời gian để các con nghỉ ngơi, mà còn là thời gian để chị dạy con cách tự lập trong cuộc sống. Không ở cạnh ông bà, thế nên là đa số là hai bạn ấy phải tự lập, tự trông nhau, tự chơi với nhau. Ngoài ra thì những cái thời gian mà khi mình đi làm về ở nhà thì ba mẹ con thường hay đọc sách này, kể chuyện này, rồi cùng nhau đạp xe đạp. Mình cũng dạy cho các bạn ấy là làm vườn này, làm việc nhà, đăng ký cho các con tham gia những cái lớp các bạn thích học vẽ thì đăng ký học vẽ và học bơi thì nó cũng là cái kỹ năng an toàn cho các con. Còn với chị Phượng, may mắn hơn khi con được ông bà trông nom trong dịp hè. Tuy nhiên, để con tránh xem tivi, điện thoại và tích cực vận động, gắn kết tình cảm mẹ con, chị cũng dành nhiều thời gian để chơi cùng con. Cho các con là tham gia các cái hoạt động, trải nghiệm, rèn luyện những kỹ năng sống để cho các con rèn luyện được nhiều. Mình hạn chế những cái việc học, còn thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ ưu tiên dành cho các con đi chơi ở những cái khu vui chơi này, hoặc là đi đạp xe đạp, chơi những cái hoạt động thể thao lành mạnh, bổ ích cho các con. Theo các chuyên gia, việc trẻ được nghỉ đủ 3 tháng hè là cần thiết, bởi sau 9 tháng học tập, trẻ cần thời gian thư thái đầu óc. Những hoạt động vận động thể thao và trải nghiệm trong dịp hè sẽ giúp các em sống đúng với sự yêu thích của mình, đồng thời tránh xa những thói quen không tốt, những tác động tiêu cực từ mặt trái của mạng xã hội và Internet. Để có một mùa hè bổ ích và thú vị cho các con, bố mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các trại hè, các khóa học, các câu lạc bộ ngoại khóa, tổ chức các hoạt động vận động ở ngoài trời cùng con đọc sách hay là tham gia các hoạt động khám phá văn hóa. Bố mẹ thì hãy dành thời gian trong một ngày để có thể cùng con trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe cảm xúc của con. Như vậy thì các hoạt động này thì sẽ giúp con vừa sạc pin tinh thần cũng như là có sự phát triển và gắn kết gia đình hơn. Vui chơi, tìm tòi, khám phá là nhu cầu thiết yếu của trẻ trong mỗi dịp hè. Chính vì vậy, ngoài việc xây dựng môi trường lành mạnh cho trẻ ngay tại gia đình, thì rất cần sự chung tay của các cấp ngành địa phương trong việc đầu tư, xây dựng những điểm vui chơi, tổ chức các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Khi được tham gia những hoạt động đó, trẻ sẽ có nhiều thời gian tự do dành cho sở thích cá nhân và phát triển bản thân, và các em sẽ có một kỳ nghỉ đúng nghĩa.